Xin chào tất cả các bác nhé. Hiện giờ thì Thắng đang có mặt tại một vườn hoa, thấy nói rằng là một tháng kiếm vài trăm là có đây, đúng không? Một ngày kiếm khoảng 5-7 triệu đây. Các bác biết rằng nếu mà vườn của đồn mà được rộng như này thì trên cao nguyên đá thì nó tuyệt vời luôn. Đây bây giờ đi ra đây mua vé xem. Đây Tây cũng vào chụp lia lịa, Việt Nam thì chụp túi bụi nhiều lắm. Mua vé vào đây bao tiền một người? Đó. Đấy. Này bán được bao nhiêu rồi? Mấy triệu rồi? Này ngày thường cái này. Ồ. Thật á? Thật. Nhưng ngày thứ bảy chủ nhật thì sẽ được nhiều đúng không? Mấy còn triệu? Ít nhiều không? Tầm 3 triệu 4 triệu. 3 4 triệu. Thế ngày nhiều chủ nhật là còn 5 triệu. Không, chủ nhật không có. Chủ nhật lại không có. Về. Chủ nhật nó vén rồi. À thứ 6 à? Thứ 6 à. Căng 5 6 triệu nhỉ. À. Hôm qua đây chỗ bạn là tao thì được. Ước quay ha. Ai kia? Em Hoa Flower. À. Hello hello. Ôi dồi ôi. Gái xinh nhá. Đấy, tay lia lịa luôn. À, tay nhiều nhá. Thôi bây giờ thì mua vé rồi, Thắng phải vào check in tí cho các bác biết. Đây là vườn loài hoa bạc hà nở trên cao nguyên đá Đồng Văn. Đây. Đấy. À, quay ngang thì các bạn thấy là hoa nhỏ li ti đẹp tuyệt vời đấy. Wow. Trả tiền thôi, 20.000 đi vào đi. Vào mày thử hỏi em đây này xem là mày thấy vườn hoa trên quê tao đẹp không? Flower. Hả? Chị hỏi hộ gái. Hỏi xem là bạn Tây này thấy vườn hoa trên này thế nào? Rất đẹp à? Có muốn quay lại nữa không? Do you want to come back here again? Yes, it's amazing. Anh này hay bị chúng đi bên ương xem nó rất là tuyệt vời. À. Amazing, good job. À, wow. Thế là bạn ấy khen rất là đẹp đúng không? À. Đây là quà Tây, các bạn biết là các đồng chí nước ngoài này cũng khen vườn hoa của Việt Nam chúng ta rất đẹp. Phang phang ra kia chụp cho cái ảnh. Đấy. Chụp ảnh cưới nữa kìa. Hả? Ảnh cưới. Đẹp nhỉ. Bãi rộng mênh mông luôn. Ở trên này thì là đặc điểm khí hậu nó lại lạnh hơn ở dưới nụ cáng mình. Mình trồng phát triển chậm hơn đúng không? Đúng rồi, trên này mọc tốt nhỉ. Tốt hơn. Cái hôm mà em lên mà cái hôm chạy marathon ấy, ngày đấy thu 7 triệu. Một ngày thu 7 triệu các bạn. Mọc đúng một cái tập tiền ra đếm mà. Thế à? Mấy hôm đấy là toàn doanh thu thấp nhất là 3 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu. Thắng quay các bác biết rằng là các bác khẩn trương lên đến cao nguyên đá Đồng Văn, lên đến Hà Giang để chụp những cái bức ảnh đẹp nhất ở đây. Đấy. Đẹp lắm. Bãi này nó phải rộng khoảng 5 lần bãi của ông Đồn. Có 10.000 một lần chụp mà các bác biết rằng là họ thu đến bao nhiêu nhỉ? Cứ một đoàn xe khoảng tầm 20 người là 200.000. Ờ. 20 người là 200.000. Đẹp tuyệt vọng luôn. Đây. Chỉ cần 10 cái xe hoa đây là được. Đấy. 2 triệu mà. Hoa bạc hà đây. À xin lỗi. Là hoa tam giác mạch đây. Đấy. Đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi. Không cứ là người Việt Nam nhưng mà người nước ngoài họ cũng vào đây chụp rất nhiều. Đẹp nhá. Rồi, để ra tí đi nhỉ. Đấy. Ngoan mèo chụp đi không hết 5.000 rồi đấy. Đấy. Đấy, Tây vào luôn rồi kìa. Đấy. Tây cũng làm 10.000 vào rồi. Đấy. Đang maybe YouTuber. Quay Canada đấy. 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 Các bạn le ve ngoài kia cũng kiếm được phết đấy nhỉ. Nhỉ. Đúng là du lịch. Không có gì bằng du lịch các bạn ạ. À.
Ui dồi, quá là đẹp. Vườn hoa. Đấy, tây mắt xanh lè anh chụp này. Đẹp chưa? Đấy. Vườn hoa triệu đô đón cả tây. Phèng đưa đưa cho Phèng, Phèng chụp cho đẹp lắm. Cho Phèng, Phèng chụp cho bạn. Cho bạn này, nhờ bạn này chụp hộ nhé. Ok. Làm nhiếp hiện nhiếp ảnh ra. Ok. Ok. Ok ok. Đấy. Look at me please. Đấy. Baby. Anh làm hoặc let's smile. 1 2 3 smile. Big smile. 1 2 3. Beautiful. Ôi giời tuyệt vời. Góc bên này nữa này, bên này nó mới rực sáng này, đẹp này. Ừ. Ngồi bảo Tây ngồi. Tây ngồi một kiểu. Phép này chụp là này, bảo Tây ngồi xuống là này này. Đó, đó, ngồi chụp là đây. Maybe the heart for you with the long leg. No, it's okay. Okay. Chỉ đứng thôi, đứng à. Chân dài quá, không chịu. Chân dài. Ok, look at me please. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Oh my god, a lot of pictures. Ôi trời, tuyệt vời. Các bạn này bây giờ đi đồng văn à, hỏi nhá. That's a lot. Thank you. Thank you very much. Hỏi bà thấy nào, hỏi thấy cảm giác nào. So how do you think about the flower like that? It's a local, flower, yeah. Just on his and the kids they have kids they the baby they baby. Take the some the flower, okay, get money from the tourists, the local people. Oh, I see. Like the weekend a lot of the children come here, take the money. So where you come from? Luxembourg. And you are like họ đến từ nước nào đó? Very nice. Phải. Họ bảo là mình đoán đến từ nước nào, nhưng mà bạn ấy bảo là em đoán là người Pháp, thì có một nai một tí, thì bạn ấy nói là mixing với bạn nước nào thì không nói. Đây, hoa đây, góc này quá đẹp luôn. Đây nhờ, ra ngoài đi. Đó. Các bạn nước ngoài đến khen đẹp lắm. Ừ. Bye bye. Ừ. Baby. Ờ. Phang xê à? Pháp à? Đấy. Các bạn kia thì không vào, nhưng các bạn ngoài này vào nhiều. Hi baby. Hi. Đấy. Đẹp chưa? Lại phiên bản của Phung Phính này, đúng không? Phung Phình nhé. Đây là Lung Lính. Lung Lính à? Đây, hoa bạc hà đây các cháu. Ừ. Bảo sao các cháu bây giờ cứ điệu hoa điệu huyết này. Đến đây là rất nhiều. Hello. Hello. Vườn hoa triệu đô đây. Triệu đô. Tuyệt vời đấy. Gái xinh này. Bây giờ mình các cháu học lớp mấy rồi? Lớp mấy? Lớp 7. Hôm nay không đi học à? Đấy, lại về mầm này. Đấy. Thóc lại về chú Bảnh chứ. Trên kia hoa đẹp này, chụp đi. Đấy, chụp đi. Ông chủ phải mời đi chứ. Mày mạnh vào ấy. Kiêu à? Thích à? Thì vào, không thích thì tội. Mày nhiều lúc kiểu thế thật đấy. Mệt rồi à? Này. Thu tiền nhiều mệt. Kinh quá. Cho con học khoảng bố đây này. Con biết đông được. Vườn hoa bạn ấy nói là ngày ít nhất thu 3 triệu. Được rồi. Đấy. Đẹp. Chụp lia lịa. Đây. Đây là khách Việt nhá. Đến lia lịa. Có một mình thu chả mệt, sao không đổi ca đi? Hả? Thay rồi à? Bạn ơi, cô chú ơi. Bạn này rộng bao mét này? Hả? Em chả biết rồi. Mình vào đi. Trả tiền đi. À, chú Bảnh ơi. Cái này chắc là vụ trước rồi. Vâng. Chú Bảnh nhé.
mảnh lia lịa đây, vườn hoa triệu đô đây. Đấy. Cần thiết là mặc luôn cả áo nha, mặc trang phục nha. Đấy. Đây đây, đây mắt xanh gà đây. Why ngày mai sẽ đông nhờ, ngày mai thu còn không kịp. Này nó nở được bao nhiêu ngày nhỉ? Nó chỉ tầm khoảng 3 tuần, chờ mà nó đến này hơn 2 tuần thôi. Hơn 2 tuần đấy. 3 tuần là đây là đang rộ nhất ở đây đúng không? Đang là cao điểm. Đang cao điểm đây à? Đang đẹp nhất đấy. Tuần sau là các lụi rồi đấy nhỉ. Đã có chuẩn bị phương án lại trồng tiếp chưa? Chưa biết được anh. Hả? Chưa biết được. Kịp cho mẻ hai ấy. À xin chào. Xin chào nhá. À xin chào các bạn đi du lịch. Ok, xin chào. Đẹp đấy. Không sớm hoa, không được hái hoa nữa. Không hái hoa bẻ cành nhá cô ơi. Không dẫm màu hoa nhá. Để người khác còn chụp tiếp nhá. Bao nhiêu? 40.000. À, tiền mới. Rồi 40.000. Đấy, cứ thu này phải ngon không? Đẹp. Đéo đi chậm được. Đây đẹp trai nhỉ. Thằng này bậy lắm. Hả? Nãy ở quán ăn như nó mở sách xem. Thế á? À, nó đang tán gái Việt mình nhé. Không hút thua đâu. Thế á? Cầu thủ bóng đá. Bạn này mới này đâu đúng à? Bạn này với lại bạn đang đội mũ kìa. Cầu thủ bóng đá. Football. Yeah, okay. No, don't say that. It's no, not good. No. Bóng đá, cầu thủ bóng đá đấy. Cái này này, này kia. Yes, my friend. Cut it on the montage. Nó mà không quay Canada nó đúng không? Khảo hắn trêu. Trêu gì? Đâu? Đâu anh em xin đôi đâu? Còn ai nữa? Hả? Nó đi tối nay ở Đồng Văn à? Hả? Đồng Văn. Bảo chị bảo khách thế có xả khách nào mà em này nhìn quen nhỉ? Phải không? Tối hôm qua ấy này. Tối hôm qua với ước ấy. À. Ôi, nó cho chị lên YouTube chị đã khổ lắm. Ít nó phải là 50.000 người xem rồi. Lên 70.000 người xem rồi. Mọi người sẽ cười vào mặt chị vì cái tiếng Anh của chị rất là khủng chuối. Ok. So good guy. Ok. So famous on the mountain here. Ok. Everybody knows you. Okay. Mấy anh em mày cũng lái đi chở à? Hoa này là dẫn chính à? Em ngày xưa chơi với ước mà. Thế à? Bây giờ còn chơi không? Bây giờ vẫn thi thoảng không gặp nhau. Không gặp nhau bao giờ. Nãy em vừa hỏi ông mà, ông bảo là đang ở Thuận Hòa. Thế à? À. À. Rồi. Di chuyển Đồng Văn, mai còn đi vào bản. Đấy, quay qua các bác biết một cái vườn hoa nó giá trị kinh tế từ du lịch như nào. Đấy. Rất tiếc là vườn của đồn chưa được nở, nhưng mà đồn vườn của đồn nó nhỏ hơn này rất nhiều. Đấy, một vườn hoa mà tính ra nó chỉ rơi vào khoảng các bác thấy nở rộ thì được 3 tuần mà mỗi ngày như cái bạn kia nói rằng là thu từ 2 đến 3 triệu, thậm chí là ngày căng còn 5 triệu. Đấy. Nên là nó ra tiền như nào. Chỉ mỗi người có 10.000 thôi. Đây bao nhiêu người đi qua đây. Rất là tuyệt vời.
thế sao mà những cái nhà bên này lại không trồng kế tiếp vào để thu tiếp nhỉ? Rất là tiếc. Nắng quá trên này. Nắng nhưng mà lại lạnh. Các bác thấy là họ vẫn mặc áo rét này. Đẹp quá. Thực ra là Tây nó cũng không hào hứng lắm chụp đâu. Chụp xong rồi. Chụp xong rồi. Ôi, à. Từng mừng khói lửa rồi. Lê lẹ rồi. Lê lẹ rồi. À. Vườn hoa tính 4 triệu một ngày. Bạn 4, 3, 12, 120 triệu một tháng. 120 triệu một tháng á? Ờ, đấy là. Nhưng mà nó nở cao điểm được có 3 tuần thôi, 21 được, ngày thôi. Đúng rồi, 15, 21 ngày. Ừ. Nhưng mà tháng đặt 100, 200 thì được. Ừ. Này, trời xanh lét nhỉ? Ừ. Nhìn như ở bên Thụy Sĩ nhỉ? Đây đẹp không? Đây là đoạn trên này ngay đây là dốc chín khoanh nhá các bác nhá. Đèo chín khoanh. À, vừa qua Thẩm Mã xong. Bên trên này là chín khoanh. À, du lịch Hà Giang đấy các bác, nó là đây là các hoa đào đây, đợi đây. À, một trong những thắng phải nói rằng là một trong những cái địa điểm ở Hà Giang là đi cao nguyên đá là một trong những cái người mà đi tiêu tốn ít tiền nhất. Đó. Các bác đi du lịch ở đâu thì du lịch, nhưng mà du lịch ở Hà Giang là rất là rẻ. Đó. Thắng đã từng đi nào Phú Quốc đi rồi này, Đà Nẵng đi rồi này, Cà Mau đi rồi này, miền Tây đi hết rồi này, rồi là Nha Trang đi rồi này, Ninh Thuận đi rồi này. Đó. Nhưng mà phải nói rằng là quê Thắng ở Hà Giang này là một trong những cái du lịch rất là rẻ, cực rẻ luôn. Các bác đi một chuyến du lịch ở Hà Giang, đi bụi bằng xe máy nó chỉ mất khoảng 3-4 triệu thôi. Nhưng mà đi ở trong miền Nam hay là đi những cái điểm khác kia hay là đi Quảng Ninh Thắng cũng đã đi rồi, rất là tốn kém. Đi những cái vùng đấy là toàn kiểu là du lịch kiểu cao cấp thôi. Kể cả bên Sapa cũng cao cấp hơn bên đi du lịch bên này rất là rẻ đấy, so với cả bên Sapa. Kể cả mặt hàng ăn uống ở bên này hiện giờ đang bán cũng rẻ hơn nhiều, do là nó mới. Ui, đám cưới này giữa đường luôn này. Ui, gà vịt mổ lia lịa luôn này. Đầy nhiều nhỉ anh nhỉ. Ui rồi. 3.500.000 cho một bát là đi 3.500.000 nhá. Là các bác đứng ở đâu thành phố Hà Nội, một là phố cổ, tất cả các điểm phố cổ, hai là sân bay Nội Bài. 3.500.000 đón các bác bằng xe VIP. Đó. Xe giường nằm cao cấp rất rẻ luôn. Là đón Hà Nội, trả Hà Nội và đi Hà Giang 3 ngày. Bác nào muốn đi du lịch giá như ở em Veng Veng vừa nói, cứ thông tin lại cho nhóm anh em Tất Thắng. Chuẩn bị anh em Tất Thắng cũng có làm những cái đang làm những cái tour đấy, dẫn khoảng 3 đến 5 ngày trên cao nguyên đá Đồng Văn này. Đó, đi được đi cùng với những cái người mà hiểu biết về cao nguyên đá Đồng Văn để giới thiệu cho các bác về cao nguyên đá Đồng Văn như thế nào nhé. Còn thôi, cuối cùng là Thắng kết thúc cái video của mình ở đây. Hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo, tại vì bây giờ nó đang đổ đèo lên dốc chín khoanh của Đồng Văn. Mai còn tối nay đêm nay đến Đèo Vạc, còn mai còn đi sớm.